chào quý vị và các bạn, đây là chương trình Nấu Ăn Express với Cathy Hà. Và hôm nay chúng ta đã gặp nhau ở nhà bếp thì mình sẽ làm một món rất là ngon miệng. Hôm nay Cathy muốn làm một món cho mùa đông. Cathy muốn nói đến là bò xốp vàng. Thực ra cái món này là rất là tuyệt vời, là tại vì mình ăn với bánh mì và nó tựa tựa như bò kho của Việt mình. Nhưng mà thực ra cái này xài rượu đỏ, nói đến là red wine. Và hôm nay Cathy sẽ trình bày món bò xốp vàng beef stew with red wine cho quý vị xem. Nói đến bò thì là thịt bò phải cho ngon. Và đây Cathy đã có cái cục thịt bò 2 pound. Và thịt bò này là nói đến thịt bò ở chỗ cái vai có tí xíu mỡ. Thì mình muốn tí xíu mỡ đằng cho nó béo. Mình đã thấy đây. Nếu mà chợ Mỹ thì nó kêu là chuck. Và nói đến những cái gia vị cho cái thịt bò cho nó thơm thì Cathy có đây là lá thơm, mà lá này là lá tươi ha. Mình nhớ xài lá tươi. Hồi nữa mình sẽ xài kêu là lá thơm. Bay leaves, hồi nữa mình sẽ xài rất là nhiều tỏi. Củ hành vàng. Và gia vị đây thì cũng nói đến là Worcester sauce. Cái này là rất là đặc biệt cho thịt cho nó thơm và nó đậm đà. Chúng ta sẽ xài đây là nấm tươi. Và đây là potato, nhất là vỏ đỏ như thế này. Cà rốt. Đây là đậu. Mà cái này đậu này frozen, không có sao. Xong rồi, mình sẽ có luôn là đây là Cathy sẽ xài beef broth. Nếu mà không có beef broth, mình xài chicken broth cũng được. Nó bán sẵn như thế này. Đây là cà paste, tomato paste. Mình nhớ là xài paste nha, nó sẽ đậm đà hơn là thay vì sauce. Sauce thì nó quá chua và mỏng và lỏng. Và đây cũng có Worcester sauce, Worcestershire sauce. Và đặc biệt thì mình phải có rượu đỏ. Mà mình nhớ là mình sẽ mua những cái rượu đỏ nào mà mình thích uống. Cathy hôm nay thì sẽ uống Pinot Noir. Nó rất là ngọt và nó cũng đậm màu đỏ, nhưng mà nó không có chát bằng những cái loại khác. Mình nhớ là mua bánh mì mà nó cứng, đặng cho mình để mình ăn với súp rất là ngon. Và có luôn mình sẽ xài bột. Đây là bột trắng ha. Một hồi nữa mình sẽ thấm với thịt một tí xíu. Mình sẽ xài đó hôm nay, cũng như là muối, đường và tiêu. Và cái này đặc biệt là cho nó rất là thấm thì mình phải mắc công một tí là mình phải ướp cái thịt qua đêm, xài rượu đỏ. Thì như thế Cathy sẽ bắt đầu trình bày cái lối mà mình sẽ ướp cho cái bò hôm nay. Mình phải làm như thế này. Thì là trước khi mình ướp đồ đó thì mình để tí xíu vào ly để mình được thưởng thức, như Cathy sẽ làm như hôm nay. Thì sẽ để một tí. Mình sẽ xài nguyên một cái chai này. Nhưng mà trước khi xài nguyên cái chai đó, Cathy sẽ để một tí xíu rượu ra đây. Thì là cái loại rượu đỏ, nhưng mà nó sẽ thơm thơm, rất là dễ uống và cũng như là dễ nấu ăn. Rồi, Cathy sẽ để đây. Sau đây mình sẽ mở đây để cho nó ra hơi một tí. Và kế bên đây thì mình sẽ là cắt thịt bò. Và lúc mà mình cắt thịt bò này đó thì mình sẽ cắt nó cũng là khá to to. Thì sẽ thấy đây, một cục vuông vuông khoảng chừng 1.5 inch như thế này. Rồi, xong rồi vấy nó lại như thế này. Thịt bò này nó có tí xíu mỡ, rất là béo và hấp dẫn. Và cái này đặc biệt là phải xài tỏi cho khá nhiều, nên Cathy sẽ xài khoảng chừng 1.5 cái tỏi. Và mình chỉ sẽ đập ra thôi, mình không cần đập nát. Trước khi đó thì để lấy ra vỏ trước. Mình chỉ đập như thế, lấy vỏ. Và đây Cathy chỉ đập ra thôi ha, khỏi cần xắt ra. Tại vì bây giờ mình sẽ để cái thịt bò vào cái tổ to như thế này. Xong rồi để tỏi vào như thế này. Xong rồi còn lá, cái lá thơm này đó, tươi này mình sẽ gỡ nó ra như thế này. Cathy xài khoảng chừng 6-7 lá đây.
là vừa. Xong rồi mình lấy cái rượu đỏ này, mình chế lên ngập vừa vừa. Vừa lên đây. Đó. Mà mình đó rồi là xong, kể như là vừa một chai rượu đây. Xong rồi mình để vào tủ lạnh, mình để qua đêm. Tại như vậy nó mới thấm vào cái thịt. Và mình nhớ là cái nước rượu này một hồi nữa đó, lúc mà mình nấu mình sẽ xài luôn, nên cái mình không có bỏ đâu. Và cái tổ này nó sẽ rất là nồng nàn, nên mình phải đậy nó với ni lông trước, xong rồi để vào tủ lạnh. Chứ thôi tủ lạnh mình rồi, kể như là xong ha. Ok, để tủ lạnh. Kế tiếp đây thì mình sẽ làm đến cái rau cải. Mình muốn là mình sẽ chặt ra giống như là củ hành, tỏi. Mình xài thêm tỏi nữa và sắc mấy cái củ. Và cà rốt đây thì mình sẽ xài khoảng chừng 1 pound. Cái thì bào vỏ xong rồi cắt lại 1 pound thôi ha. Hôm nay đi chợ thì là có cái rốt loại nhỏ thì nó rất là non. Thực ra cái câu chuyện của bò sốt van này là của một bác có email Kathy. Bác nói là hồi xưa ở Hà Nội thì là bác có thưởng thức được bò sốt vang. Tại vì trên Hà Nội mùa đông rất là lạnh, mà có tô bò sốt vang như thế này ăn với bánh mì thì rất là ấm bụng. Kathy nghe cái đó thì rất là mê, là tại vì cái gì mà nước mà súp súp mà chấm bánh mì hoặc là ăn với cơm hay nọ gì, Kathy cũng rất là thích. Và hôm nay Kathy thấy là mùa đông cũng đã đến mà có cái món này mà ăn với gia đình thì rất là tuyệt vời. Nhất là ở bên Mỹ này mình có rất là nhiều rượu đỏ, mà chắc bên Việt Nam hồi xưa kêu là van, giống như là tiếng Pháp kêu là wine, van. So ở bên này thì mình kêu là red wine, nhưng mà cái tên thì nó nghe rất là hay. Ok, sau đây thì Kathy sẽ cắt. Mình sẽ cắt khúc xéo xéo như thế này. Cà rốt này sẽ làm nước lèo rất là ngọt luôn. Và nói đến khoai, Kathy thích cái loại khoai mình thon thon nhỏ nhỏ như thế này, dễ nấu. Mình sẽ cắt nó phân nửa, chiều dài nó như thế này, làm tư. Mình nên để vỏ. Tại vì cái vỏ này đó, nó rất có nhiều chất bổ trong này. Tiếp tục đến cái phần không có cay mắt. Kathy muốn nói đến đây là nấm. Và cái nấm này là tươi như thế này, mushroom. Thì là cho nó đẹp á, thì mình sẽ bỏ cái cùi ở dưới. Và thích nhất là cái loại trắng này, là tại vì nó xốp xốp, xong rồi nó hút cái nước lèo vào, hồi nó rất là béo và ngon. Và sau đây thì mình sẽ, Kathy sẽ cắt ra làm tư như thế này. Cái nào to thì cắt ra làm tư. Đó, như thế. Còn cái nào thon thon nhỏ nhỏ, Kathy sẽ để phân nửa. Cái này ăn sống cũng được nữa, nhưng mà nấu trong súp thì rất là tuyệt vời. Đó. Sau đây là đến phần hành. Và củ hành này là củ hành vàng mà mình sẽ nhớ xài cũng rất là to. Tại vì mình cắt ra khoảng chừng một khớp. Mỗi lần mà làm cái này thì Kathy nói hết. Sao rửa này nọ mà cũng còn cay, chắc tại Kathy sensitive. Ra. Cái này thì cắt nó nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ. Hành này thì mình sẽ cắt cũng nhỏ nhỏ như thế này. Xong rồi mình cắt như thế này. Cũng to to, vuông vuông. Xào lên nó sẽ rất là thơm luôn. Để ra đây. Rồi nó mình xào lên. Và cuối cùng là đến phần mình làm thêm tỏi. Thực ra tỏi là tại vì nó rất là thơm, tại hồi nữa mình phải xào lên nữa, nên Kathy sẽ xài đây là nửa tép tỏi. Xong rồi Kathy sẽ đâm cái tỏi đằng cho nó nhuyễn và thơm ha. Để này cái cối tỏi cho nó dễ chịu khó mình đâm đằng cho nó nhuyễn đó. Thực ra cái này Kathy muốn đâm đằng cho nó nhuyễn, cho nó thơm, và không có muốn thấy cái xác nó đó. Rồi vậy là xong. Ok. Rồi. Sau đây Kathy muốn show quý vị đây là cái thịt bò mà mình đã ướp qua đêm như thế nào. Là như thế này.
Thế thì muốn trình bày quý vị là cái nước đây mình thấy nó ra rất là tím và đậm, là tại vì cái chất rượu đó nó đã ướp như thế. Nhưng mà sau đây đó, đặc biệt đó là mình phải vớt cái thịt ra. Mình thấy cái cục thịt đây nó thành tím và rất là ngộ đẹp này đây. Đó. Tại vì nó ướp đây, mình thấy đây là tỏi. Và sau đây thì mình sẽ xài cái nước thôi. Mình sẽ không có xài cái tỏi và cái lá thơm nữa. Nên Cathy sẽ lấy đũa đặng vớt cái thịt. Sau đây thì mình Cathy sẽ vớt lại đặng lấy cái nước sốt. Đây, bao nhiêu tỏi và lá thơm thì mình sẽ không xài nữa. Nó đã ra cái chất của nó rồi. Và đây thì Cathy có nó ra thành là 2 cup rưỡi rượu đây. Mình sẽ xài, mình để qua bên đây đi. Hồi nữa mình sẽ nấu. Sau đây là cái thịt đây. Mình thấy cái thịt. Và đặc biệt thì là cái thịt này đó, bây giờ mình sẽ ướp. Và cái loại này thì nó kêu là ướp khô đó. 1 cup rưỡi bột gạo thường thôi. Sau đây thì là Cathy sẽ để 1 muỗng canh muối vào cái bột này. Tại vì bây giờ là mình ướp thịt đó. Kiểu này là rất là tây. Hay làm cái này ha. Xong rồi, 1 muỗng. Đây là tiêu đen. Cũng cho khá khá, khoảng chừng 1 muỗng luôn đó. Và Cathy rất là thích xài tiêu tươi như thế này, xay đặng cho nó thơm nữa. Rồi, đó. Xong rồi mình lấy cái tay trộn lên cho đều. Tại vì mình sẽ làm cái này là áo bột, đặng cho nó thấm vào thịt. Sau đây thì mình sẽ để đó. Cathy hay làm cái này là một tay khô và một tay ướt ướt. Lúc mà mình lấy cục thịt ra mình mùi của tỏi cũng nghe mùi nè, mùi của rượu nè, rất là thơm. Trong cái dĩa này bắt đầu nó hơi chật rồi nên mình sẽ để ra đây. Và mình nhớ lúc mà cái cục nào mà nó có nhiều bột quá, mình muốn nó vừa thôi, nó ra ngoài cái áo thôi chứ đừng có thêm mà quá dày. Nên mình lấy cái tay mình phủi xuống một tí. Sau đây Cathy muốn nói đến là lúc mình làm đến cái món này đó thì mình nên xài cái loài kia là loài gan. Tiếng Anh gọi là cast iron. Và đặc biệt là cái loại hôm nay Cathy xài nó có cái sơn. Nó cứ thường thường cái sơn này nhiều màu, đỏ, xanh, vàng, tím này nọ đó. Nó kêu là enamel. Enamel là một cái chất sơn rất là dày và rất là cứng đó, cho cái nồi nó đẹp, nó sáng. Vì mình làm xong ở trên cái lò lửa, mình có thể để thẳng vào cái nồi này, vào cái lò giống như là lò nướng. Tại vì lý do này là mình đun nó cũng lâu đó, đừng cho cái thịt nó mềm xuống. Nên lý do mình xài cái nồi mà dày như thế này, nồi gan như thế này mới làm được, để vào thẳng trong cái lò để nướng. Ok, sau đây thì Cathy sẽ làm lửa và mình sẽ bắt đầu mình làm thịt. Và cái này thì Cathy muốn xài một nồi luôn, đặng cho sau này mình chỉ rửa một nồi thôi. Và như thế thì mình sẽ để kế bên đây thì để một dĩa hoặc là cái tô to như thế này. Tại vì trước khi đó, đó thì Cathy sẽ làm cái phần mà mình chiên thịt đặng cho nó săn lại. Nên làm xong thì mình phải để ra ngoài đặng mình làm tiếp tục là hành, tỏi, cà rốt, vân vân. Đó là Cathy muốn nói là mình nên xài một nồi đặng đỡ rửa chén. Ok, here we go. Đây thì để lửa cao. Xong rồi mình sẽ để dầu ăn vào ha. Rồi Cathy để như thế này, chừng 4 muỗng canh đó. Cái dầu đã nóng thì mình sẽ để vào. Đó. Mình nhớ cứ chừng nó văng. Để lửa cao. Và cái này thì là mình xài một lớp thôi, mình đừng có để quá nhiều thịt vào thì nó sẽ không còn ngon nữa. Tại mình muốn cái này đó nó vàng nên chắc mình phải làm 2 đợt mới là hết, cho nó vàng khoảng chừng vài phút và 2-3 phút. Và sau đây Cathy trở mặt nè, mình muốn nó vàng như thế, thực ra nó không có chín đâu, ở ngoài nó vàng cho nó giòn, cho nó đặc biệt. Tại hồi nó mình đun nó lâu mà, nên cái này thì nó làm cho cái gia vị nó thơm hơn, nhất là thịt bò nữa. Đó, mình thấy là như thế, khoảng chừng 3-4 phút cho mình tiếp tục vẫn làm khi nào cho hết những miếng thịt
vàng thì mình lấy ra xong lại. Rồi thôi, bây giờ Cathy lấy ra, thịt nó đã săn săn rồi. Cứ để lửa đó, mình để tí xíu dầu thêm. Bây giờ là đến phần củ hành ha. Để vào. Rồi, mình xào như thế này. Cathy sẽ làm nó khoảng chừng 2 phút để cho nó dịu xuống. Sau đây thì Cathy để vào đó luôn là cái tomato paste. Làm cho nó, mình xào lên làm cho nó thơm lên. Và đây Cathy sẽ xài đây là 6 muỗng như thế này. Khoảng chừng là nửa cái chai này đó, 6 ounce là vừa. Xong mình quậy như thế này. Cà này nó màu rất là đỏ tươi, đẹp. Và tiếp tục luôn là Cathy sẽ để vào cà rốt, khoai tây, nấm thì mình để xào. Xào đây, bạn Cathy muốn cái cà nó bám vào cà rốt, vào khoai. Lý do mà Cathy muốn để tỏi như thế này là tại vì nếu mà mình để quá sớm á, thì tỏi nó sẽ cháy. Và lúc mà nó cháy rồi đó thì nó sẽ đắng. Nó quá vàng, nó đắng thì là mình không có muốn nó bị đắng. Rồi đó. Ừ. Cái này là hết nó nóng rồi, mình coi chừng đừng có đụng. Cathy làm mấy lần bị phỏng. Trong khi chờ đợi thì Cathy sẽ để cái set cái lò này là 300 độ nướng. Đặng cho vừa 300 độ thì mình sẽ bắt cái nồi này qua. Xong rồi nè. Sau đây thì Cathy sẽ để một cái phần cái trống đặng cho để cái thịt lại vào trong nồi này đó. Bắt đầu mình để nước. Xong rồi bắt đầu để vào đây cái rượu mà mình ướp qua đêm đây, mình để vào. Đó. Cathy sẽ xài luôn. Đây là mình sẽ xài 2 muỗng canh Worcestershire sauce. Cái này nó sẽ làm đặc biệt là tại vì nó chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt. Xong rồi luôn đó thì Cathy sẽ để một muỗng canh đường ha. Tại mỗi khi mình... Đây Cathy sẽ để muỗng canh đường. Mỗi khi mình xài rượu đó thì nó có chất chua chua chát chát. Bỏ đường vào thì nó dịu xuống một tí cho nó ngon. Đó. Và luôn đây Cathy sẽ xài muỗng cà phê, muối cho nó đậm đà như thế này đây. Và cuối cùng thì mình phải nhớ và xài nước lèo đặng cho nó ngập lên. Cathy sẽ bắt đầu để vào đây là beef broth đây. Là để bắt đầu Cathy sẽ làm 3 cup chắc là vừa. Tại cái beef broth mình thấy nước nó rất là đậm này, nâu. Cathy sẽ đổ vào cũng là vừa. Đó là tất cả là 3 cup của beef broth. Kể như là xong cái phần nước lèo. Giờ mình nhớ là chừng nào cái lò nó kêu mà nó phải nóng 300 độ mình mới đem cái nồi này đậy nắp lại và mới để vào. Bây giờ Cathy sẽ đậy nắp này lại thẳng sẵn luôn. Đợi, cứ để lửa đi. Chừng nào cái này nó biết là đem qua liền. Mà cái này đó, thực ra mình sẽ để trong cái lò đó khoảng chừng là 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng cũng tùy. Nhưng mà cái này thì mình sẽ đậy nắp trong đó mà nó, mình không có muốn nó quá sôi, đừng có sôi sùng sục. Nó sẽ sôi vừa. Tại nhiều khi Cathy giữa chừng á, mình sẽ mở ra, mình quậy một cái cho nó đều. Nhưng mà mình phải đợi 45 phút sau mới là làm mình mở cái nắp ra xong mà đậy lại để vào tiếp. Trước khi mình bỏ vào lò đựng đun đó, mình thấy nó sôi như thế này là good rồi. Nó rất là nóng. Mình để vào, đây là nấm. Đó. Xong rồi mình trộn lên ha. Xong rồi để vào. Để nắp lại. Cái bọt này mình cứ để đó không có sao. Tại vì nó tiếp tục, nó sẽ nấu tiếp nữa ở trong cái lò nướng. Mở cái nắp này ra trước ha. Đã 300 độ đã xong. Bây giờ mình để vào giữa lò. Mình nhớ đậy nắp ha. Như thế này đây. Mình sẽ để 1 tiếng rưỡi khoảng chừng đó. Nhưng mà nửa chừng đó, thì mình lại mình check. Xong rồi mình để vào lại. Bây giờ Cathy sẽ để cook time ha. Rồi. Để đó. Để coi nó có sôi như thế nào. Cathy muốn coi đây ha. Và cái này thì mình phải coi chừng. Để nó
nó rất là nóng và nó nặng nữa. Cathy sẽ lấy cái nắp ra. Ôi dạ. À, là nó sôi vừa, nó không có quá sùng sục. Như vậy mới là mình muốn là cái tiếng kia khá là lạc nào. Hold on. Như mình nêm, Cathy sẽ sẵn đây luôn và để vào một muỗng đường ha. Một muỗng canh đường như thế này luôn. Và một muỗng canh muối luôn. Nó đậm đà tí. Rồi. Xong rồi mình quậy lên. Mình thấy bắt đầu nó đặc đặc nè. Rồi, còn 1 tiếng 15 phút nữa là xong. Sau 1 tiếng rưỡi mình đã cái này. Và trước khi trộn lên, Cathy sẽ để vào đây là đậu. Tại vì cái đậu nó đã chín rồi, mình để nhẹ là giữ cái màu. Đó. Thấy thịt đã chưa? Quý vị thấy cái món này rất là hấp dẫn phải không? Cái này là mùa đông ở ngoài, nếu mà mình ở miền Bắc mà trời lạnh tuyết mà mình có một cái tô bò sốt vang như thế này thì ăn với bánh mì rất là tuyệt vời. Thôi để Cathy để cho nó nguội một tí, trong thời gian đó thì Cathy lấy đây bánh mì. Cái này là rất là tuyệt vời lúc mà ăn với súp. Tại họ rất là người Ý đó, họ hay làm bánh mì cứng như thế này. Thực ra nó cũng còn rất là nóng quý vị ơi. Cathy sẽ lấy ra cho nó nguội nhanh hơn thay vì để trong cái nồi như thế này. Đó, Cathy có đây là có tất cả nè. Thịt bò đây luôn. À, cái miếng này mushroom đây, khoai lang cũng như là cà rốt nè. Màu rất là đẹp. Xong rồi một miếng, vài miếng thịt bò cho rất là to. Cắt to như thế, thấy như vậy mới thấy đã. Thường thường mình nghĩ đến ăn đồ khô khô mới có rượu, nhưng mà hôm nay lạ là mình ăn súp và một cách mà sốt rất là đậm đà, ướt ướt. Và cái này thì ăn với bánh mì nhưng mà uống rượu đỏ đỏ rất là ngon. Thôi để mình Cathy thử nha. Sẽ lấy một miếng bánh mì như thế này đây. Xong rồi mình chấm vào nước và chấm như thế này. Thực ra cái này mình để đun cho lâu á thì nó càng rụt xuống. Rất là ngon. Sau đây là miếng thịt bò. Nãy giờ nhưng mà mình thấy khói lên. Bây giờ mình ăn thử cái miếng thịt bò. Mùi rất là ngon, mà đặc biệt là tại vì nó có rượu đỏ nho nho. Nó rất là thanh. Cái món này là cái món ăn tiền của Cathy. Mong quý vị sẽ làm cái món này vào cuối tuần này cho gia đình và bạn bè. Bảo đảm sẽ rất là hài lòng. Cathy mời quý vị và các bạn hãy email Cathy vào cathyhacooking@yahoo.com và hãy chia sẻ với Cathy những câu chuyện nấu ăn quý vị có. Hẹn gặp kỳ sau. Và chúc quý vị và các bạn một tuần rất là vui vẻ và hạnh phúc với gia đình và bạn bè. Bye bye. See you next time.